Sau Nhật xin chào các bác nha. Em lên sóng giới thiệu các bác một con máy điều hòa di động Sanyo 4 chức năng. Con này em để mã số 6 này. Những cái con mã từ 1 đến 5 các bác xem clip thì em đã bán hết rồi nha. Tiếp tục một con mã số 6 rất là đẹp luôn. Một con rất là mới. Con này dàn niếc bên trong các bác xem này. Dàn gần như là không dùng mấy nhá. Bật phát lạnh ngay. Đấy, mới cóng luôn. Cực đẹp nha các bác. Chiếc này thì bên em vẫn bán là 3,5 triệu. Lắp một tay nữa thôi, chặt cơ. 3,5 triệu bảo hành 6 tháng các bác nhá. Hình thức rất đẹp, mọi góc cạnh luôn. Công suất mác máy đây. Điện 220V 330W, sửa 1250W, hút ẩm 20 lít một ngày, sản xuất tại Nhật Bản. Đây là cái cửa gió thoát khí nóng các bác nhá. Máy có 4 chức năng làm lạnh này. Những ngày nồm qua hút ẩm có này cực khỏe luôn, hút ẩm 20 lít một ngày nhá. Siêu khủng luôn, ngang với cả những con hút ẩm công suất lớn đấy ạ. Nếu mà bác nào đang định mua hút ẩm thì mình chơi luôn con này. Sau cái thời gian mình hút ẩm xong thì mình có thể mùa đông mình sửa ấm này. Đấy, mùa hè các bác dùng làm lạnh. Rồi là quạt gió. 3 cấp độ quạt gió các nhá. Hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật này, đảo hành gió tự động này. Đấy. Hình thức mọi thứ rất là đẹp. Em bán là 3,5 triệu bảo hành 6 tháng chưa phí vận chuyển. Quan lấy các bác lôi nhá. Các bác ở xa mua thì vui lòng đặt cọc trước 500. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt nhé. Chào các bác.